Em tên gì? Em tên gì? Nói tớ lớn tiếng em. Em tên Đoàn Văn Đức. Nói to lên. Em tên Đoàn Văn Đức. Đoàn Văn Đức. Em quê quán ở đâu? Em ở Đắk Nông. Hả? Em ở Đắk Nông. Nói to lên. Em ở Đắk Nông. Đắk Nông hả? À. Em nhiêu tuổi rồi? Em 24 tuổi. À, giờ 29 tuổi. Em quay mặt đấy. Quay hướng này. Quay này. Em ngồi quay này. Quay ghế này. Quay ghế này. Anh nói em quay ghế này, ngồi quay về đây, nhìn về đây. Quay về đây. Nhìn quay về đây. Quay đây ngồi sát nữa quay này. Rồi, em Đoàn Văn Đức hả? Em quê Đắk Nông hả? Em hiện nay công việc gì? Em đi làm. Hả? Em nói to. Máy nói to lên. Em đi làm tư nhân nữa. Làm tư nhân ha. Em hiện nay đang sống ở đâu? Dạ. Em hiện nay đang sống ở đâu? Trước thì em ở bên Bình Dương. Hả? Em ở bên Phú Lợi, Bình Dương. Phú Lợi, Bình Dương ha. Ở địa chỉ nhiêu em? Dạ. Em có nhà không hay chọn? Năm em ở chợ. Hả? Em ở chợ. Ở chợ ha. Em biết hôm nay em tội gì không? Dạ. Tội gì? Em lấy tiền của vợ. Vợ hả? Nói lại, nói to này. Em lấy tiền của người yêu. Nói lớn lên. Nói to lên. Anh trộm mày ăn trộm. Em nói to lên. Ăn trộm nó lượng mà nó lớn không được. Em lấy tiền của người yêu em. Nó ăn trộm được mà nó lớn không được. Em ăn trộm tiền đúng không? Chuyển khoản nhá. Chuyển khoản trộm tiền của người bạn nhá. Đúng không? Còn tiền không? Còn. Số tiền bao nhiêu? Vẫn còn y như vậy. Còn y như vậy hả? À, thế tại sao em bỏ trốn? Tại sao em bỏ trốn? Tại sao em bỏ trốn? Tại sao bỏ trốn? Nói to lên em. Nó có nhiều chuyện em với nhiều bộ. Chuyện nói to lên. Nói to lên. Em với bộ xích mích. Xích mích. Xích mích trong một vì như vậy. Đúng không? Xong rồi tìm cách để ăn trộm tiền. Đúng không? Ờ. Em trốn vừa rồi, trong thời gian vừa rồi em trốn đi đâu? Em qua chỗ bạn mẹ. Bạn mẹ ở đâu? Bên phường nào? Sóng Thần. Ờ, thế tại sao bạn liên hệ em không trả lời sao? Em không nghe máy? Dạ. Em tại sao liên hệ mà em không nghe máy là sao? Hả? Em với bộ em xích mích nhiều chuyện. Anh đang hỏi biết là xích mích rồi nhưng tại sao mà em đã lừa tiền của người ta rồi, ít ra em phải nói tiền là bây giờ anh lỡ anh lừa em rồi. Đúng không? Dạ. Thì từ từ anh trả em chẳng hạn. Đúng không? Hoặc có chuyện thì anh em mình nói chuyện đúng không? Nhưng tại sao không nghe máy? Đấy là cố tình nha. Tính lấy tiền đó làm gì? Số tiền bao nhiêu? Tổng số tiền em lừa bao nhiêu tiền? 94 triệu. Nói to lên. 94 triệu. Đọc to lên. 94 triệu. 94 triệu hả? Gần 100 triệu đúng không? Rồi. Tính lấy tiền đó để em gì? Nói to lên. Tiêu xài cá nhân ha. Dạ. À, hiện nay xài hết bao nhiêu rồi? Em xài mới một ít thì nếu mà trả thì sẽ trả đủ cho bọn. Bây giờ anh hỏi đang hỏi em là xài hết bao nhiêu rồi? Xài hết mấy triệu. Mấy triệu còn bao nhiêu bỏ ra anh xem nào? Không rút trong thẻ. Hả? Ý là em không có rút ra tiền mặt. Không rút trong thẻ em bấm tài khoản em còn tiền không? Rồi mở ra. Bấm ra mở ra anh kiểm tra em còn tiền không? Em bấm lên mở ra em còn tiền không? Mở ra anh xem. Trong tài khoản em tổng số bây giờ còn bao nhiêu tiền? Tổng số còn bao nhiêu tiền? Hả? Tổng số còn 72 triệu. 94 triệu. Đúng không? Bây giờ còn 72 triệu em biết xài nhiêu rồi? 12 triệu. 12 triệu em xài gì? Bao nhiêu ngày rồi? Từ khi em lừa là ngày bao nhiêu em nhớ không? Em mấy triệu rồi. Chỉ em không có nhớ ngày. Hả? Em không có nhớ ngày. Không nhớ ngày. Được một tháng chưa? Làm đâu cục ca đi, làm qua cục ca. Em biết là tội lừa đảo không? Dạ em biết. À, gần 100 triệu em biết làm sao không? Dạ em biết. À, ăn ngủ với người ta mà lừa đảo người ta. Dạ. Cái này trộm tiền của đảo gì? Hả? Em biết. Ăn tiền người ta đúng không? Vừa ăn vừa ngủ đúng không? Trộm tiền. Đúng không? Vừa lừa người ta nữa. Đúng không? Hai tội nhá. Ok chưa? Ờ. Bây giờ ý em sao? Em sẽ trả hết lại hả? Em sẽ trả lại hết công. Bao giờ em trả hết? Em sẽ hai đứa. Bây giờ bao giờ anh hỏi em là bao giờ em trả hết số tiền người ta? Em có trả không? Có. Có trả bao giờ trả? Hôm nay. Ngày hôm nay trả hết, ngay bây giờ hay sao? Dạ. Ngay bây giờ đúng không? Chấm dứt quan hệ đúng không? Không. Bây giờ ở đây có kỳ chỉ kỳ cho nó trả lại cho nó không? Dạ. Có không? Bây giờ, đâu, chỉ sao, chỉ cái đầu. Bây giờ em chuyển trả tiền mà em vẫn đòi tiếp tục cái mối quan hệ này hay sao? Nói to lên. Chỉ là bồ em thì em không có cái gì. Bây giờ nếu như bồ em bạn gì không nói bồ đi bạn nhá,
Nếu bạn em bây giờ đồng ý cho em một cơ hội trả hết số tiền đó còn lại, đúng không, là 94 triệu, đúng không? Còn có tiếp tục mối quan hệ hay không là do bạn em. Em không quyết định được vì em là người sai nhá. Cái thứ nhất là em ăn ngủ với người ta mà em cố tình em lừa người ta cái số tiền như vậy, người ta phải tích cóp nhiều tháng công nhân mà, đúng không? Ok, là gấp được mấy năm mà? Bao nhiêu thời gian? 4 đến 5 năm mới được 94 triệu. Nhằng một cái một em bấm tích tắc rồi là em đã làm người ta 94 triệu rồi. Tài khoản giờ còn nhiêu? Bây giờ tài khoản có bao tiền, tổng số 72 triệu. Nhiêu? 72 triệu. Đúng không? Dạ đúng. Rồi còn 72 triệu. Còn 22 triệu là hiện nay là xài rồi. Em xài em mua những gì? Chúng em trả nợ. À, em trước đây. Lớn. Em trả nợ, em có nợ bạn bè. Mày ăn trộm nó mày nhanh thế mà nói bé đi. Nói to đi. Nói to lên. Ý là em trả nợ bạn bè. Trước đây em là gì? Em có chơi game không? Không, ý là em mượn tiền đó. Mượn làm gì? Em có làm công việc gì không? Lúc đó em kẹt tiền, em có mượn bạn bè. Bạn nào? Bao nhiêu tiền? Em gọi điện xác nhận em đúng không? Công việc gì, lợi gì, kẹt gì? Nói chung em đi mượn ở ngoài. À, em mượn nóng bên ngoài. Mượn nóng để xài gì? Nói to lên. Thiếu tiền em. Tại sao thiếu tiền? Là... Em làm công ty mà tháng em nhiêu tiền? Nhưng mà em làm công ty không ổn định. Công ty ở đâu? Công ty ở khu Sóng Thần. Bây giờ muốn làm công ty nữa không? Dạ có. À, hay là muốn kết thúc? Tại em muốn làm. Tại sao đi lừa người ta? Bây giờ nói chuyện người ta làm sao đàng hoàng cho nghe được? Nói to lên, nói thật to lên. Anh nghe được. Nha. Anh cho em tâm sự đi. Em ngồi đây nói to mà. Ngồi đây. Em bán ngồi đây. Ngồi đi. Em ngồi ghế. Ngồi ghế. Nói to mà. Đừng có quay mặt đấy, Ở đây là lúc hôm trước đi em thấy lúc đó đi mệt ghê. Mấy người này kỳ á. Nói to mà. Lúc cơ khẩu mới đi. Nói to lên. Riêng xin giờ anh còn là bao nhiêu anh sẽ trả lại hết cho em. Nó nói không nói nghe to ra. Lên. Nói trong miệng không ấy. Anh còn nợ em bao nhiêu anh trả hết cho em tha thứ ra. Bây giờ nếu phải trả hết cho em thì anh phải chuyển hết tất cả số tiền đó đủ lại cho em. Ngay bây giờ luôn. Bây giờ số tiền trong tài khoản của anh là còn bao nhiêu? Còn 72 triệu. Còn 20 mấy triệu là anh làm gì? Anh trả nợ bạn bè. Trước khi anh cũng đi làm mà tại sao anh lại anh cắt đi trộm tiền của em như vậy? Kẹt tiền nhưng mà cũng không nên làm như vậy. Em cũng từng chung sống với anh mà. Hết lòng, hết dạ yêu thương anh mà. Em đâu có giả dối anh cái gì đâu. Thậm chí anh không có tiền em còn cho anh tiền nữa. Có khi 1,5 triệu, có khi 500 em cho anh vay mà anh không trả cho em luôn á. Nhiều lần em đã cho anh vay như vậy. Số tiền em cho anh cái đó là cho anh mượn. Lúc anh khó khăn em giúp đỡ anh. Nhưng mà em không ngờ anh là một con người của anh như vậy luôn. Anh đối xử với em tàn nhẫn như vậy luôn á. Anh có biết số tiền đó là đối với em bao nhiêu không? Là đối với em số tiền đó là bao nhiêu năm mà em tích góp được không? Nói to lên. Biết tại sao anh lại làm như vậy? Bây giờ anh tính sao? Anh sẽ trả lại hết cho em. Nói to lên. Anh sẽ trả lại hết cho em. Với người của Trung Quốc á. Nó về với em là như xưa. Trả lại hết số tiền đó cho em. Chưa đủ tuổi. Anh sẽ trả hết cho em. Hết bây giờ chị qua đi. Hết tất cả số tiền đó qua. Nó sợ nó không nói. Đi em sao? Cái này tụi anh đã có hỗ trợ em hết mức nha. Còn cái việc xử lý ra công an hay không nha. Em có tha thứ cho cái người bạn này hay không là quyền của em. Làm có cái gì thì em cứ lấy hết đi. Lấy lại rồi còn nó đó là phải để cho công an giải quyết. Đó, ý em sao cái này? Thằng này nó sắp bị nó diễn trong họng mày ai mày nghe? Nói to lên. Cái trong họng không à? Trước. Trước đây có nói, trước đây nó to hay nó nhỏ em? Mày trước mày ăn trộm 93 triệu mày to mồm chứ mà. Trước kia thì nói chung là cũng nói với em thì nói to lắm, nhưng bình thường. Nhưng giờ nó nhỏ à? Lúc mà nói chuyện nó to.
Ok, bây giờ anh trả lại hết cho em nhé. Xong rồi anh về lại với em. Về lại với em, anh nói thiệt, em vẫn còn thương anh. Anh biết hôm qua em ông chủ có phòng thì thanh toán hay thanh lý những cái đồ anh trả lại cho ông, tất cả cái đồ đó là của anh hết. Em vô đó hôm qua, em vô là em khóc, em bữa đành hải không còn gì luôn. Ủa em hỏi tên gì? Em tên Đoàn Văn Đức. Đoàn gì? Đoàn Văn Đức. Đoàn Văn Đức, Đoàn Văn Đức với Đoàn Văn Đức là Đoàn Văn Đức. Nói bây giờ ý em sao? Em vẫn còn thương anh, nhưng mà anh cứ trả là anh trả hết tất cả cái số tiền này cho em. Bây giờ em không bao giờ em quay lại cho anh nữa đâu. Cho anh cơ. Cái máy này của ai vậy? Anh của em hả? Anh cứ coi như em thương nhiều người. Ta thử cho anh tất cả những cái gì của anh. Thôi đó nhiều, chứ không ai nghe rồi. To lên. Thôi đó to lên. Thôi đó ông nói to lên. Nó nhỏ quá. Đây ông nhỏ. Thôi gắn mic cho. Cắn mic cho nói to nha. Ừ. Trời nhỏ quá. Thôi giờ nè, thôi giờ anh đứng cơ giữa. Bây giờ nó thẳng vô em, cái cặc em là mày mi gái. Thấy không? Cặc mi gái mình hôm nay mới vừa bắt nó thẳng luôn. Con mi gái sao bắt được. Anh đưa con mồi ngon quá. Thôi đi bị nó bẫy bắt bẫy ơi. Bút bẫy bút bẫy được. Nè, anh nói nè. Mày Út anh nói thẳng với em luôn á. Em với bé này là không ở chung là được đâu, phải không? Em ở chung mà em được sướng. Mà em lấy tiền người ta em trộm tiền là anh lấy rồi, em thấy quê rồi. Được. Anh không được, anh giải, anh là chuyên gia là anh giải về hôn nhân gia đình. Nhưng mà anh thấy điều không được rồi. Em là người em là hết xài rồi. Em hết xài rồi. Ai đi làm anh lấy được tiền của em, nhưng mà em không có dễ mà anh sống được tồn tại được đâu. Em nói thiệt với anh. Em nói thiệt cho dù bây giờ trong người em còn 1.000 em cũng sẽ bắt được anh. Không cho anh sống yên đâu. Thôi bây giờ nè, bây giờ em lỡ báo công an rồi. Bây giờ gì?